bằng trừ lộn x bình trừ 4 chia cho căn 7 x cộng x trừ 3 x bình cộng 6 x cộng 32 phần 4 trừ x. X lớn hơn 2, x nhỏ hơn bằng 2, xét tính liên tục tại x rô bằng 2. Thứ nhất, chốt lại dùm em cái chỗ này. X lớn hơn 2 nè, số 2 nè, thấy không? Lớn hơn 2 bên phải hay bên trái? Phải. Bên phải, dấu cộng hay dấu trừ? Dấu cộng. Xong, một ý. Được chưa? Vậy x tiến về 2 cộng thì lấy biểu thức số 1. Tiếp. X tiến về nhỏ hơn bằng 2, nhỏ hơn bằng 2 lấy bên trái bên phải? Trái. Bên trái là nhỏ hơn 2 dấu gì? Trừ. Dấu trừ. Dấu trừ. Khi x tiến về 2 trừ lấy biểu thức số 2. Hiểu. Khi x tiến về 2 lấy biểu thức số 1 hay số 2? Nhìn vô đây mà nói. 2 luôn. Có kẹp chưa? Bắt đầu muốn xét liên tục của một điểm. Làm ơn ba bước. Bước 1, ép tại mấy? 2. 2 lấy biểu thức số mấy? Số 2. Bấm máy tính ra 24. Hiểu. Bước 2, liêm x tiến ép x. Khi x tiến về 2 gì? Thức 2 gì trước? 2 cộng. 2 cộng. 2 cộng là lớn hơn 2. Lấy biểu thức số mấy? Số 1. Viết vô. Liêm x bình trừ 4 chia căn 7 cộng x trừ 3 x tiến về 2 cộng. Bắt đầu thế số vô. Tôi thế rồi, ra dạng 0 trên 0. Rút gọn ở trên là gì? Hẳn thức, đúng rồi. Liêm x trừ 2 nhân x cộng 2. Ở dưới đúng rồi, nhân đi. Tới đây tự làm được chưa? Tự làm ra kết quả bằng đó. Tiếp tục liêm ép x khi x tiến về 2 gì? 2 trừ lấy biểu thức nào? 1 hay 2? 2. Viết 2 vô. Liêm, nhớ cẩn thận đừng sai cái số liêm giùm em á. X bình cộng 6x cộng 32 chia 4 trừ x. Đợi gì nữa? Tính. Hiểu chưa? Rồi kiểm tra coi ba cái kết quả này, coi coi nó bằng nhau không. Nếu bằng nhau thì liên tục. Không bằng nhau thì không liên tục. Đắc liên tục.